Rồi Tết Trung Thu quá. Chạy vòng 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 quay. Dạ. Tết Trung Thu quá. Chạy ra chạy vòng quay quay. À vui. Để phải ghê luôn con Ngọc. Để phải ghê luôn rồi. Con coi danh thằng đỏ đó. Ai ai. Đang làm Facebook chờ. Quay quay chạy vòng vòng như nãy quay. Kiếm gì ạ? Dạ. Bà làm biết nó cũng vậy rồi cô Ngọc ơi. Này quay phim bằng đêm mà. Ơi quay chạy vòng đi cho anh ảnh quay phim với. Đồ. Cảm ơn cái đèn em thu ơi. Đồ mía đèn thu. Đẹp ghê không? Chạy vòng vòng đi quay, chạy vòng như nãy quay tao đăng lên Facebook đi. Đăng lên Facebook bài nổi tiếng luôn á. Đó là nó vui luôn. Nó nhồi hết trơn á. Chị có chị sáng chị bật đèn pin lên nó được vậy á. Đó, nó nhồi vậy đó. Ờ, nãy quên bật đèn pin đã sáng lên. Bật pin lên, chế độ sáng lên. Thấy không, cái đó này thấy không? Kìa, nó nhồi. Để quên ha, thằng này tắt đi, để bật pin.